Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Hải Yến với thông tin về thời tiết. Hiện nhiều diện tích vải ở Bắc Giang thì đang bắt đầu đậu quả. Và giai đoạn này thì quả vải rất dễ bị sâu bệnh bởi thời tiết đang giao mùa, cứ mưa ẩm rồi lại nắng. Vậy thì bà con cần lưu ý những gì trong thời tiết này chị? Vâng, theo các chuyên gia nông nghiệp, khi mà thời tiết mưa phùn, âm u rồi chuyển sang nắng, nóng ẩm thì sẽ khiến cho sâu bệnh phát triển mạnh. Đặc biệt là cần chú ý đến bọ xít, sâu đo, sâu đục quả và sương mai trên khoảng là 30.000 ha vải tại tỉnh Bắc Giang đang vào thời kỳ tàn hoa đậu quả. Những ngày tới thì thời tiết lại nóng ẩm là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh gây hại phát triển. Từ ngày mai cho đến khoảng là ngày mùng 2 tháng 4 thì tại Bắc Giang cũng như là nhiều nơi ở miền Bắc, trời sẽ chuyển nắng ráo và nhiệt độ tăng lên mức là khoảng là 29 cho đến là 33 độ. Riêng vào các ngày là ngày 31 tháng 3 và ngày mùng 1 tháng 4 có thể xảy ra nắng nóng cục bộ, mức nhiệt có thể tăng lên ngưỡng là từ 33 cho đến 35 độ. Nắng nhưng mà không khí vẫn khá là ẩm, độ ẩm trung bình ngày khoảng là 75 đến 85%. Để phòng trừ sâu bệnh, Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật tỉnh Bắc Giang có một số khuyến cáo tới bà con như sau. Tiến hành vệ sinh vườn, cắt tỉa cành rậm trong tán và cành không mang quả để hạn chế nơi trú ẩn của sâu bệnh. Áp dụng biện pháp dùng cành cây để làm rụng bớt hoa đã tàn còn bám trên chùm quả non nhằm hạn chế nấm bệnh xâm nhập từ hoa tàn sang quả. Phun nước trực tiếp lên cây và chùm quả để hạn chế nấm bệnh xâm nhập và tăng khả năng quang hợp cho lá. Phòng trừ ngay các đối tượng sâu bệnh còn non nhỏ như bọ xít, sâu đo, sâu đục quả, đặc biệt là bệnh sương mai. Chuyển sang thông tin dự báo thời tiết cho một số vùng chuyên canh nông nghiệp khác. Bắc Trung Bộ từ ngày 29 tháng 3 sẽ xảy ra nắng nóng ở vùng núi. Sau đó vào các ngày 30 tháng 3 cho đến ngày 2 tháng 4, nắng nóng mở rộng ra toàn miền. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi 39 độ. Đồng bằng sông Cửu Long 7 ngày tới nắng nhiều, khả năng chỉ có ngày 2 tháng 4 là có mưa trái mùa. Như vậy, ở khu vực miền Bắc sẽ chuyển nắng nóng từ ngày mai. Vào giai đoạn giao mùa từ mưa ẩm sang nắng nóng thì sâu bệnh gây hại sẽ nhanh chóng phát triển. Vậy nên bà con hãy ghi nhớ những khuyến cáo vừa rồi của chuyên gia và có thể áp dụng ngay trên vườn cây nhà mình. Vâng, cảm ơn chị Hải Yến.